Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 20 giờ và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ và di lý Lê Thị Hồng Vui, 37 tuổi, ngụ tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về Gia Lai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào khoảng tháng 5 năm 2024, khi ông Thích Minh Tuệ đi bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam, vì mến mộ ông Minh Tuệ nên một người phụ nữ bay từ Australia về Việt Nam để tham gia cùng đoàn đi bộ khất thực 3 ngày ở Quảng Trị rồi trở về Australia. Trong quá trình bộ hành, Lê Thị Hồng Vui đã làm quen với bị hại rồi lợi dụng lòng tin của bị hại, nói cần tiền để lo cho ông Minh Tuệ, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng. Với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Nguyễn Quang Huy, chú thành phố Hạ Long, đã bị công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan công an xác định từ tháng 3 năm 2022 đến khi bị bắt, đối tượng này đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay, người vay chủ yếu cư trú tại địa bàn thành phố Hạ Long với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỷ đồng, với mức lãi suất trung bình từ 36% một năm đến 180% một năm, thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ 3 đối tượng đánh gục người đang dừng đèn đỏ để cướp tiền và điện thoại. Trước đó, lực lượng công an nhận được đơn trình báo của bị hại về việc bị 3 đối tượng tấn công khi đang chờ đèn đỏ, lấy đi điện thoại di động và 2 triệu đồng. Chỉ sau 1 ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ nhóm đối tượng cướp tài sản trên gồm Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc An và Nguyễn Tiến Dũng, thu hồi điện thoại bị cướp. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Công an huyện Mường La vừa giải cứu thành công 5 người dân đi bắt dế mèn về thì bị lũ cuốn. Trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ là Đại úy Lò Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Mường Bú cùng với các đồng đội của mình. Trước đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi một clip Công an huyện Mường La đã bơi ra dòng lũ quăng phao cứu thành công 5 người dân tại xã Mường Bú đi bắt dế mèn bị lũ cuốn, mắc kẹt hơn 3 tiếng đồng hồ ở xã Mường Bú. Ngày 24 tháng 7, mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra ở địa bàn tỉnh Sơn La. Tại huyện Mường La, nhiều nhà cửa, hoa màu, tài sản của người dân đã bị thiệt hại, ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Cùng với các lực lượng chức năng khác, Công an huyện Mường La đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.